nó bay lượn hơn như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn so sánh ở đây độ dày của nét chữ. Đấy, thì chi tiết thì mình lại tiếp tục mình chụp ảnh ở phía bên dưới để. Xin chào các bạn, mình là Đinh Táo, rất là vui được các bạn đã quay trở lại kênh Thư pháp Hà Nôm. Ngày mai thì mình sẽ lên một cái clip để chia sẻ cái bút lông mà mình sử dụng và mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút về cái cách sử dụng bút lông các bạn nhé. Ở đây thì phần này là cái gói bọc ở trong đây là cái loại bút lông đại tự. Xuất phong của nó là 6 phân. Đấy, đặt để riêng ra đây. Còn cái loại này là cái loại 7 phân. Thì hiện tại như các bạn thấy là loại bút lông này là loại bút lông để mình quá trình mà cá nhân mình viết và mình phục vụ các bạn học viên luyện viết thư pháp và một số các bác, các cô, các chú là trong quá trình mà đi viết chữ ở những sự kiện thì cần một cây bút lông tốt để chúng ta có thể viết được ra những cái đường nét đẹp, kích cỡ chữ to, kích cỡ chữ nhỏ để có thể phóng thu về thoải mái được. Thì đợt trước thì mình có làm cái loại bút là 6 phân này thôi. Nhưng mà do nhu cầu sử dụng thì các bác có nhu cầu là muốn lấy thêm một cây bút nó to hơn một chút, bự hơn một tí để có thể sử dụng viết ở trên những cái biểu lụa, cái nét chữ nó to hơn một xíu. Đấy, thì cái loại 7 phân này thì nó sẽ nặng hơn một chút này. Loại 6 phân thì nhẹ hơn một xíu. Đấy, thì cả hai cái bút này đều rất tốt các bạn nha. Nó đều là cùng chung một người thợ làm ra. Đấy, đều chung một sư phụ làm ra đấy. Thì bút này thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn cũng rất nhiều ở trong những clip mà mình sử dụng trước khi mình viết chữ. Đấy, thì sau khi mà mình test bút xong thì mình cũng sẽ nán lại một chút để hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đây nhá, bút lông mình sẽ đo cho các bạn xem nhá. Phần này là phần 6 phân này. Đây này. Phần này là phần đây là 7 7.2. Nó là 7.2 phân đấy. Đấy. Còn loại này là loại 6 phân này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, loại 6 phân các bạn nhé. Thì cả hai cái bút này thường thì mình hay dùng loại 6 phân này viết. Nhưng mà một số đặc thù thì mình cũng dùng loại 7,2 phân này để mình viết chữ. Đấy, thế thì bây giờ thì mình sẽ ngâm bút. Thì sau khi ngâm bút thì nó sẽ có cái trạng thái như thế này này. Đây là một cái bút lông mà 7,2 phân mình đã ngâm rồi nhé. Này các bạn có thể nhìn thấy này. Sau khi ngâm ấy thì lông của nó sẽ xòe ra như thế này. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái cây bút này để mình viết thử cho các bạn một số những cái chữ Hán. Đấy, để xem nhé. Chúng ta vuốt vuốt lông như này, các bạn xem là các bạn chuốt ra như này. Có những cái sợi nào mà nó không bám được vào bút là nó sẽ rụng ra. Đấy, thì gọi là những cái lông rác ấy. Đấy, bắt đầu là khi trong quá trình viết nhé, các bạn viết các bạn cảm nhận. Đấy, các bác các cô các chú trong quá trình các bác các cô các chú viết chúng ta hãy cảm nhận cây bút. Có thể nói là một cây bút lông tốt thì nó sẽ có đủ cái bốn cái yếu tố là tiêm tề viên kiện. Đấy, nó có lực đàn hồi tốt này, nó có độ bền này, và lông bút thì nó sẽ xoắn lại với nhau như thế này và nó không bị rụng lông các bạn nhé. Đấy, thì cây bút đó mới là cây bút tốt và bền. Chứ một cây bút tốt mà chúng ta viết một số những cái gọi là tham gia những một số sự kiện mà càng viết nó càng rụng lông thì đấy lại lại không phải là cây bút tốt. Bút tốt là nó phải đủ những cái yếu tố như là thẩm mỹ này, đàn hồi tốt này, độ bền cao này, đấy, và giá thành của nó là cũng phải tương đối. Ví dụ như cái bút hiện tại ở đây Ninh Táo đang cầm ở trên tay đây thì là cây bút 7,2 phân này, giá là 450 một cây. Và cái loại 6 phân này cũng 450 một cây. Đấy, thì thường là các bạn hay chọn loại 7,2 phân vì to hơn, nhiều lông hơn, viết chữ to hơn nhưng giá thành lại bằng cái bút 6 phân đúng không? Thực ra thì mỗi một loại bút đấy, thiết kế cái đầu lông này nhá là dành cho mục đích khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể viết chữ to, có thể viết chữ nhỏ đấy. Thì trong cái sự kiện ấy thì Linh Táo thì mình sẽ đều cầm cả hai cây bút này đi cả. Đi viết sự kiện là mình chỉ cần cầm hai cây này. Và ngoài ra là một cây nữa, đó là cây bút về Trung Khải. Đây. Và một cây bút này để viết lạc khoản. Lạc khoản hoặc là viết một số những cái chữ tầm chung chung nho nhỏ. Ví dụ nhà viết thêm tên, thậm chí là có thể viết thư pháp Việt. Đấy, viết một chút gọi là các khách hàng hay là các bạn bè
sinh viên các bạn ấy yêu mến, các bạn ấy muốn yêu cầu viết tên của họ vào trong cái tranh biểu đó thì chúng ta có thể dùng cái bút nho nhỏ hơn để viết, tại vì cây bút to này thì thường là viết những cái nét chữ to hơn, nó sẽ phù hợp đấy, để nó hài hòa hơn đúng không? Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái loại bút này để mình viết thử nhé. Hôm nay mình sẽ test thử viết thử cả hành thư này, cả khải thư này. Ở đây thì là cái bút lông 6 phân này là chỉ có khoảng tầm 15 cây ở đây thôi. Đấy, 15 cây ở đây. Còn 7,2 phân thì ở đây có hơn nhiều hơn một chút, nó có khoảng hơn 20 cây. Duy nhất một loại khi viết đại tự, duy nhất một loại không có loại thứ hai. Đấy, những bạn hay hỏi Linh Táo là muốn mua một cây bút trung tự, một cây bút đại tự loại tốt. Đấy thì giới thiệu loại tốt và bên mình chỉ có duy nhất một loại và nó là loại tốt, loại gọi là thượng đẳng. Đấy, cao cấp. Và chỉ có dùng một loại và trung thành với một loại cây bút thôi. Một cây bút tốt nó có thể gọi là đáng giá hơn so với lại rất nhiều những cây bút khác. Ví dụ những cây bút mà chúng ta mua về rẻ tiền còn chỉ có khoảng vài chục nghìn thôi, nhưng mà các bạn viết các bạn cảm thấy không ưng là cũng là những cây bút đắt rồi. Vì mua về dùng mà không dùng được thì đó là gọi là mất tiền đi đúng không? Đấy, bán cái gọi là cái sự tin tưởng của mình đi mất rồi. Thế là coi như là mình lại gọi là không được lợi gì cả. Nhưng một cây bút tốt như này, mỗi một lần chúng ta cầm bút đi chúng ta cảm thấy rất là yên tâm. Khi mà cầm bút lên chúng ta viết những cái nét chữ chúng ta cảm thấy rất yên tâm các bạn nhé. Mà mình cầm cây bút này mình cảm thấy là tự tin hơn, đi được những cái đường nét mà cảm thấy bản thân mình ưng ý hơn. Đấy thì hôm nay mình giới thiệu và mình chia sẻ với các bạn ở trên cái kênh YouTube này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Mình sẽ cất bút này đi. Bạn nào mà có nhu cầu các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Đấy, vì giấy thì mình cũng sẽ dùng cái loại giấy xuyến thôi. Giấy xuyến này cũng có loại đắt, loại rẻ các bạn nhé. Loại giấy có thể thấm mực và không thấm mực. Đấy, thì nó cũng tùy vào cái chất chất liệu giấy. Thì các bạn cứ làm sao mà chọn lựa cho mình cái loại giấy mà phù hợp với bản thân mình. Bạn nào mà hay đi viết ở trên những cái sự kiện ấy thì chúng ta nên chọn những loại giấy dày hơn, giấy bìa. Đấy, còn viết trên những loại giấy xuyến kẻ ô ấy. Mà nếu mà thấy thấm mực thì chúng ta có thể mua cái loại mà bán sinh thục, cái loại mà đã tráng một lớp men. Nó sẽ chống thấm. Đấy, nó viết thì nó không bị loang ra nữa thì nó sẽ đẹp. Ảnh hưởng tới cái đường nét của mình. Nếu mà bị loang mực đấy là do giấy hoặc là do mực nhá, chứ không hoàn toàn do bút. Khi mà viết viết chữ ấy mà nét nó bị xước, lông niếc nó bị xước và nó đi nét nó bị cụt cụt hoặc là cảm giác viết lực đàn hồi không tốt thì đấy mới là do bút. Còn nếu mà bị nhòe, nhòe này là do giấy các bạn nhé. Cây bút lông khi chúng ta viết, tức là chúng ta mua về nó mới thì các bạn sẽ phải ngâm qua nước. Ngâm qua nước. Riêng cây bút của Linh Táo các bạn phải ngâm tầm khoảng 3 tới 4 tiếng là ít nhất. Không thì các bạn cứ thả vào chậu nước cho mình. Nó phải ngâm tầm khoảng 5 đến 6 6 tiếng. Tức là ngâm làm sao mà phải nó phải tan hết tất cả các keo ra và các sợi lông này, nó phải xòe ra như thế này mới là đúng này. Đấy. Thế thì một cây bút tốt ấy thì như vừa rồi mình đã nói nó có bốn bốn cái tiêu chuẩn gọi là tứ đức ấy, thì ở đây các bạn cũng cần phải cảm nhận là trong quá trình chúng ta viết nữa chúng ta phải đánh giá được. Đấy. Chứ không phải là gì đâu. Chứ không phải là chúng ta viết một hai lần đầu là các bạn đã đánh giá là cái bút này tốt hay là không tốt đâu. Thì khi chúng ta nhúng mực chúng ta nhúng hết vào đây nhé. Mực thì các bạn phải ngoáy mực lên nó như này, tại vì quá trình viết đại tự ấy thì một cái âu mực như thế này này, tức là một cái bát to như này này thì nó chứa rất là nhiều mực ở bên trong và cái lượng lượng bùn mực nó sẽ lắng đọng ở phía bên dưới xuống. Cho nên các bạn sẽ phải ngoáy lên cho nó đều và nhớ là nhúng hết cho mình trong đợt đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cái cây bút này từ màu trắng chuyển sang màu đen các bạn nhé. Hôm nay nó chỉ là một cái clip mình lên là cái clip giới thiệu với các bạn những cây bút lông. Giới thiệu với các bác, các cô, các chú là cây bút lông đại tự này. Loại 7,2 phân này. Và mình sẽ viết thử khải thư và hành thư. Chữ chân thư ấy và khải thư và hành thư để các cô, chú, các bác
Và các bạn ở đây cảm nhận được cây bút đại tự này thì quá trình mà viết từ khải sang hành thì nó có ổn không, để trong quá trình chúng ta đi viết sự kiện hay chúng ta viết những cái câu đối biểu lụa hoành phi có thể là hài hòa giữa cả hai thể chữ. Đây là cây bút có lần nhúng đầu tiên. Tất nhiên thì nó là một bút mới cho nên là lực đàn hồi của nó sẽ rất khỏe. Đầu lông của nó xoắn vào với nhau, các bạn nhìn có thể thấy nhọn này. Lông dày khỏe thì khi mà các bạn có lực tay yếu, các bạn sử dụng cái cây bút này chỉ cần ấn nhẹ một chút thôi là nét chữ của các bạn đã dày khỏe và sinh lực rồi. Cho nên là cái bút này là 7,2 phân, là mình thường là khuyến khích với các bạn nữ, các bạn gái là quá trình viết thì chúng ta chỉ cần ấn nhẹ được tay thôi là nét chữ tự to, cho nên các bạn sẽ lên sử dụng cái bút này. Cái độ trọng lượng của nó thì cũng không quá là gì đâu ạ, không quá nặng đâu. Chữ nhẫn được viết như này này, có được bên trên là đao này, dưới là tâm nha, chấm này. Đấy, đây là được viết theo lối là chân thư hay còn gọi là khải thư ấy. Tâm này, chấm trái này, nằm móc này, xoắn này, xoay này, đưa từ từ lên này. Chúng ta cùng xem cảm nhận được đàn lực gọi là đàn hồi của nó rất là khỏe đúng không? Đấy, tiếp theo thêm mực để chúng ta viết những cái nét chấm hất và nét chấm ngắn nha. Vẩy một cái nó lên, đuôi nó nhọn như này. Cuối cùng mà nét chấm ngắn thì các bạn có thể thêm một xíu mực cho mình để viết nó nhanh chóng hơn. Đấy, dừng bút vuốt như này, vuốt nhẹ ra một xíu như này. Và chỉ cần hơi gợn gợn lại một chút như này. Đấy là ra được nét chấm ngắn đẹp. Đấy thì đây là chữ nhẫn được viết theo khải thư, chân gọi là chân thư ấy. Thế thì để mà sinh động thì chúng ta có thể đóng thêm một chút cái con dấu vào. Đóng thêm dấu vào nhé. Đây là nhàn chương hay còn gọi là dẫn thủ chương này. Đóng nhẹ nó vào đây. Đó, để mình kê nó, kê cái này ra. Đấy, nhìn cái tác phẩm có con dấu vào một cái nhìn nó gọi là sinh lực hơn rất là nhiều đúng không? Đây này. Đấy, mình đóng vào phía bên này nhé. Đấy, nhìn nó sinh lực hẳn này. Và nhìn nó có vẻ như là ra dáng được cái tác phẩm. Lát nữa bạn nào thích thì mình viết thêm cái đặc khoản ở đây, ngày tháng hay là tặng ai đó thì mình có thể ghi thêm các bạn vào đây. Đấy, tặng cho các bạn nhé. Thế thì đây là về chữ gọi là chân thư khải thư. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua viết bằng hành thư thử xem là liệu cái bút này 7,2 phân này nó có viết được hành thư hay không nhé. Bây giờ mình sẽ kéo nó ra đây. Gọi là video đang trực tiếp nha. Video trực tiếp không có cắt chỉnh sửa gì cả nhé. Mình kéo ra đây như này cho các bạn xem này. Đấy. Đây. Con dấu hay còn ở phía bên này nhé. Thế thì là lát nữa mình sẽ viết bằng hành thư ở đây. Thế thì hành thư này chúng ta phải pha thêm mực vì hành thư ấy tốc độ viết của nó rất là nhanh, nó là hành mà. Ví dụ như cái chữ vừa rồi, chữ nhẫn vừa rồi mình viết theo lối chân thư ấy, khải thư ấy thì là mình sẽ phải mất tầm khoảng 3 phút để viết được những cái đường nét và phải nhúng mực đi nhúng mực lại nhiều lần. Mỗi một nét thì ví dụ như nét chấm mà mình cũng phải nhúng thêm một ít mực vào nữa này cho viết nó an toàn hơn này và nó đủ mực để dùng. Nhìn là chữ nhẫn này ngang đưa lên này, gập này. Đấy, gập này đi xuống này. Đấy, nó xoắn lông các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đấy, nó xoắn lông vào như này. Đây là chữ nhẫn được viết theo lối hành. Thực ra thì cây bút này vẫn có thể viết được hành thư như các bạn có thể theo dõi được. Đấy, vẫn có thể viết được bằng hành thư các bạn nhé. Nhưng mà với khải thư thì nó sẽ phù hợp nhiều hơn. Với khải thư thì nó sẽ phù hợp nhiều hơn. Hành thư vẫn viết được nhưng mà đây là mới là chữ nhẫn, nó chỉ có khoảng vài nét cơ bản.
Còn nếu như mà viết với lại những cái chữ Hán mà nó nhiều dày hơn đấy các bạn, nó nhiều những cái nét chữ hơn ấy, thì khả năng là các bạn sẽ cần phải ngắt quãng và nhúng mực, ví dụ viết ở trên bộ phía bên trên một chút và viết bên dưới. Thế thì tiếp theo thì nếu như mà clip này mà được nhiều bạn đón nhận thì mình sẽ tiếp tục mình thử. Đấy, mình sẽ thử viết thêm đó là nhiều những cái chữ Hán mà nhiều nét hơn một chút, thử xem cây bút này có viết được hay không. Nhưng các bạn cũng nhớ là những cây bút hành thư ấy thì cái sợi lông của nó phải dày khỏe và phải nhiều mực cơ. Đây như thế này. Đây này, nó phải là dạng cái bút lông này này. Đấy, bút lông to như này và nó phải sử dụng bằng lang hào. Lang hào tức là lâu đầu lông của nó sẽ hơi ngả nâu nâu này một chút này. Thì phải cây bút nó phải to như thế này thì nó mới chứa được nhiều mực chứ, đúng không? Đấy, các bạn nhìn này, một trời một vực này. Đấy. Tuy nhiên thì cái bút này thì mình sẽ ra những cái clip tiếp theo để mình viết bằng hành thư để cho các bạn có thể cảm nhận được. Vì cái bút này khá là to và lớn. Với các bạn nữ thì cầm cái bút này khá là vất vả. Cái bút này nó sẽ phù hợp hơn thì chúng ta có thể viết theo nối hành thư mà các bạn nhìn này. Đây cũng là một, bằng một cái gang tay rồi nhá. Nét chữ vẫn dày khỏe như là ở khải thư ở phía bên kia. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem về cái đường nét và cái độ dày nét của khải thư và hành thư để cho các bạn có thể cảm nhận được nhé. Đây các bạn xem, đây là cái nét viết về hành thư các bạn nhé. Đấy, còn ở phía bên này là bằng khải thư này. Thì so sánh thì cái độ dày của nét chữ nó gần như là tương đồng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy bên trên là bộ đao này, chữ đao này, đao dao này và tâm ở bên dưới, những cái độ dày của cái nét này này. Đấy, cũng rất là khỏe, những cái nét chấm này chúng ta thấy biết được tay. Nhưng ở đây hành thư nó có một cái đặc điểm là những cái đoạn nối nét này này, liên bút lại lại với nhau này là phải sắc sảo. Và cái mép nét này là nó không được xước nhiều. Không được xước các bạn nhé, xước cũng không được xước nhiều quá. Đấy, nó vẫn phải tự nhiên. Còn ở phía bên này khải thư thì có độ chuẩn mực cao hơn vì nó là chân thư mà. Nó cao hơn cho nên là những cái nét chấm trước này chúng ta không được liên bút lại với nhau. Các nét nó phải viết tách ra và rất dễ nhận ra được chữ và đọc được chữ. Còn hành thư thì cái nối viết nó phóng khoáng hơn, nó bay lượn hơn như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn so sánh ở đây. Độ dày của nét chữ. Đấy, thì chi tiết thì mình lại tiếp tục mình chụp ảnh ở phía bên dưới để các bạn có thể cảm nhận được nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này. Để mình sẽ tiếp tục là lên những cái video tiếp theo viết bằng hành thư với cây bút 7,2 phân. Vì hiện tại thì mình chuẩn bị mở một cái khóa học về hành thư, nhưng mà được viết theo kiểu là dạng bút lông to. Đấy, nét chữ to cho nên mình cũng đang rất là phân vân xem mà lựa chọn cây bút bằng khải thư này và viết được sang hành thư hay không, hay là chúng ta lại phải đổi sang cây bút to hơn. Tức là dùng một loại hành thư dùng một cây và bút khải thư dùng một cây, như vậy thì nó cũng sẽ hơi phiền. Nếu như chúng ta có thể dùng được một chủng loại thì nó sẽ tốt hơn. Đấy các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.